Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, quay trở lại với channel mình đây, từ Bà Đạo mọi người nha. Chia ra anh em game poker để khiến mình từ Bà Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ vào video cho anh em xem video về online xe đang kênh quý bóng phải mình xin rất nhiều ạ. Cái quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua thời tiết ngày mới và cùng vui chơi bên quả đạc S1036 anh em. Đầu nắm dậy giờ qua chơi thì xem có gì đặc biệt không. Bạn quay vẫn vậy à. Xem nào, úi rồi, hai phát. Ôi, mua full thẻ đột phá. Càng đét à. Cứ mua rô tôm à, không úp rô tôm thì phải anh em. Rồi, ok, tiến điểm qua thời tiết đi anh em. À đúng rồi, mấy con núng rồi còn từ nhận hàng đây anh em. Ok, hôm nay trời đẹp, có gì đây? Có mưa lớn các bạn nhé, 20 giờ 11 đến 21 giờ 11 các bạn. Đây, sự kiện có căn cứ chủ à, rồi. Đây anh em, đây là tem của S1036 anh em. Sau mấy hôm tôi vào các bạn căng đét thôi, nhiều chuyện là tôi căng đét ạ. Hộ đi đám mát 7.6 triệu, đảm bảo trong sau để echo này. Cắt thế nhờ 4.3 triệu, 3.8 triệu, 3.8 triệu nhưng còn cao còn Unova tôi hiện tại anh em. Unova tôi hiện tại chưa được cho này. Cho túi đồ nào, không đổi mạnh ấy à. Không đổi mạnh BQRM bá chủ à. Ok kìa, nó mạnh BQRM bá chủ phải anh em. Còn 1.700 đèn mà xong đổi ta. À một kết thúc sự kiện đó. Nhưng mà hôm bữa xong đổi nhiều, hôm bữa sự kiện có mà. Đây mới có cháu Y anh em thế nào. Dòng. Ô còn chưa lên B luôn à. What. Hay là chắc không tính chơi lâu dài. Cặp đôi tính chơi tem này lâu dài không biết. Căng đét nhờ. Trời ơi, nhìn hộ ô tôi thấy căng quá anh em. Nhìn mình cháu hộ ô thôi các bạn. 30k speed. Thân mật 300. Skin 12 ô mà chưa chưa. Trang phục bạc. Trời nguyên set trụ thần các bạn. Robin thì có luôn cái rồi. Huấn luyện gộp 38 rồi anh em. Ken. Wow, để gen luôn là ngon. Đã đột phá gen rồi các bạn nhé. Đấy, đã đột phá gen rồi. Căng đét là đẹp luôn. Rồi tiếp theo đến hay chan bá chủ. Quá gắt rồi, chúng ta đi test thử đi. Căn cứ về tí để cho bạn chụp auto anh em, tuần người lắm. Chúng ta sẽ đi dừng thì tốt. Viết 14 em mở được 2 lần anh em, ngon này. Ok, ghé 2 con trà đi. À, lên hàng level 10 rồi. Ăn được biết, ra coi. À, quét rồi đâu nữa các bạn, ăn được, ăn được, ăn được. Gì chứ mở quét là biết rồi, ăn được các bạn, thử sức rồi. Căng thế nhờ. Ok, cái là team mạnh nhất của các anh em, team này. Hy hiệu. Hàng rào. Hình quả hàng rào chất nử các bạn. Tôi kiếm mãi chưa ra được, bước ra đồng quả thì mở không ra. Mở ra toàn đồ bình dân thôi. Cú không chịu được. Ô, ô, Diamac. Quần thẻ đó ta. Đây. Kim quần thẻ đấy các bạn. Rồi. Quay vào trong đất thì cứ đánh combo thôi. Đó. Quay vào trong bất thì cứ đánh combo thôi anh em. Một kim. Ulti luôn.
thử Master Check HO như thế nào. 36k speed. Khét thế nhỉ. 36k speed các bạn. Trời ơi. Môi trường lên nữa xem nào. Vẫn là 36k speed thôi anh em. Nhưng mà khét quá. Quá khét luôn ạ. À. Trời ơi. Ok, ổn tí xuống luôn. Một cái nữa. Bước môi trường. Thông tin nào. Đìa mát phát anh em. Kim đìa mát thả phát. Thả kim đìa mát phát. Ulti một hốc bay màu. Đỉnh thật sự ạ. Nghe bảo này được kiếm gấp đôi à. À gấp 2 mà. Phải không? VIP 14 rồi thì cũng khó nói các bạn. 15 triệu gần 16 triệu được chiến các bạn. Ok, tôi giờ 19 triệu anh em. Cục cười 39 rồi. PK top 1 chắc chắn luôn. Căng đét ạ. À. Đây nguyên tem chính là 14 triệu rồi. Ô đâu nguyên tem chính 16 triệu mà. À đây chắc nó chưa update anh em, chưa update. Chắc nó chưa update. Ừ xem nào. Check coi anh em. Bó đài. Nói cam cũng chưa nhiều nhờ. Thám hiểm. Ô 550 đài. Được. Thiên phú. Thiên phú đang cộng bằng 2 cho full à. Ô bạn cho anh đang vui thế. Đam giờ không nâng. Giờ nó mới nâng đam à. Chẳng giờ mới nâng đam các bạn. Gần credit cho nội tây anh em. Credit. Tiếp theo. Vòng tay Z nào xem nào. Ô. Một cái, hai cái. Như hồi lên cái đến tận cái thứ 6 à. Ừ đây cái thứ 6 anh em. À thiếu điểm chưa lên được. Bảo sao. Nhờ. Hai cái này tẩy cho anh em. Tẩy mấy phát được thì lên, không thôi. Tôi tẩy đen lắm, tổng quan cho tăng tẩy đen lắm. À, tôi tẩy có ra đâu mà. Để nó phát cam đỉnh luôn á. Giờ tẩy nổ phát cam nhọn ra thì chắc đỉnh luôn. Nào nào bạn đây. Không nổ được các bạn. Ok. Nghe phải đoàn nào. Nhậm điểm. Xem em tôi lần đến đâu rồi anh em. 17 19 luôn à. 200. Đây là điểm đến gần đâu à. Cho lên 20 luôn trong trường thực tế. Xem nào, đây để mấy con rồi. Không có 11 con rồi. Xong đặt thêm vào. Wow. Boss thì chắc giờ chưa đánh được anh em. Giờ trên boss. Boss phải đoàn này này. Đánh nào. Cho người team ra coi. Nếu được team nhẹ thì ta để cháu quay vào đồng đất thì ngon hơn à. Ưu vàng ngon hơn, thử phát coi. Ra trận, ấy quên, đến lộn hàng rào rồi. Nhầm hàng rào rồi anh em. Hai mốt, bảy tám dư. Ok các bạn. 21 784 rồi, tìm này thì sao. Xem nó đa mô to hơn không các bạn nhá. 21 784. Thua anh em, kéo thua Unova. Ok,
Nhưng mà nhớ check cả Unova xem nào. 38 chu gió nước 2 sao. Ui, giờ để ý anh em. Ghét ạ. Đây. Có 50 tỷ lệ chỉ bút vẫn ạ. ADPK. Nghe cũng được nhờ. Điểm trói buộc chưa mở à, xong mở đi. Trong cái chơi này nào nhìn này, trong chơi rồi. Trang phục mặc phụ kiện cũng chơi nguyên bộ chủ thần các bạn. Ok, quá khát luôn anh em. Đó, nói chung nhìn là biết không chơi rồi. Ok, nói chung thì lâu ngày cũng qua review qua con nạc bên S1036 cho anh em xem qua thôi. Clip thì chắc thôi cứ kết thúc đây. Hẹn mình clip theo nhé. Cảm ơn video kênh Tự Tử Bá Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye.